Ta-da! Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán và Chuyện Phòng Mình là Cối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá những bộ chuyện đến những nhà xuất bản trẻ ABM và Kim Đồng có những gì nha các bạn. Đây cho màn hình của các bạn, ta sẽ có những chuyện là Let Me To The Moon, tóm lại Em Dễ Hương Được Chưa tập 5, Tataka Lúc Nào Cũng Phật Vờ tập 11 và tập 13. Tập 11 với đáng lẽ mình review trước rồi nhưng mà sót các bạn, nên bây giờ mình sẽ gom chung lại với tập 13. Firefox cho các bạn tập 1, Viper Kẹt hay tập Người Min, Lớp Học Rùng Rợn tập 11, Rantaro Ninja Rantaro tập 3 tay bản, Kazuha Cuộc Chiến Tỏ Tình tập 13, Thánh Thật Lovay tập 5, Học Viện Siêu Anh Hùng tập 32, Cậu Ma Nhà Xí Hanako tập 16, tặng kèm quà tặng nha, và Linh Hồn Cỏ Cây. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Nếu video này sau tuần đạt 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn mỗi bạn một cú bất kỳ trên màn hình nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá tập 16 của Cậu Ma Nhà Xí Hanako. Đối với tập 16 này, các bạn mua các bạn được tặng một cái túi sách, cái là cái cài sách đó các bạn, có hai dạng mẫu nha. Nhưng mà các bạn muốn có hai mẫu thì các bạn phải mua hai cuốn nha, khá là gọi là tốn tiền nha các bạn. Chúng ta được một cái BR bên ngoài, BR được căng bóng nha, Cậu Ma Nhà Xí Hanako tập 16, giá tiền vẫn như ngày nào, vẫn là 30.000 nha các bạn. Đây một số hình ảnh bề bì trước và bề sau của Cậu Ma Nhà Xí Hanako tập 16. Bên trong bìa keo, bìa keo là bìa trang đầu tiên là màu hay các bạn, bìa keo màu, và chúng ta sẽ có hai trang màu như cái tập trước. Bên trong sẽ in trên giấy là giấy shop bình thường thôi. Thì nội dung của tập 16 kể về sau khi văn vật hiến tế, liên kết giữa hai bờ Dương Gian và Âm Hế đã hoàn toàn bị cắt đứt. Trong lúc tìm kiếm cách cận cảnh giới, Neko và cô đã bước chân vào căn nhà màu đỏ bị nguyền rủa, và rồi xuất hiện một đứa bé giống hệt Hanako trong căn nhà ấy. Tập 16 câu chuyện về 7 điều bí ẩn với sân khấu chính là căn nhà màu đỏ đã chính thức được bắt đầu rồi. Mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số phía dưới nha. Và hãy nhớ số điện thoại mình là 149. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.